Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy khi trụ pháp không nội, dùng vô sở đắc làm phương tiện để trụ pháp không nội, khi trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, dùng vô sở đắc làm phương tiện để trụ pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi an trụ chơn như, dùng vô sở đắc làm phương tiện để an trụ chơn như, khi trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, dùng vô sở đắc làm phương tiện để trụ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy, khi tu bốn niệm trụ, dùng vô sở đắc làm phương tiện, để tu bốn niệm trụ, khi tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, dùng vô sở đắc làm phương tiện, để tu bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy, khi trụ thánh đế khổ, dùng vô sở đắc làm phương tiện, để trụ thánh đế khổ, khi trụ thánh đế tập diệt đạo, dùng vô sở đắc làm phương tiện để trụ thánh đế tập diệt đạo. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy khi tu bốn tịnh lự, dùng vô sở đắc làm phương tiện để tu bốn tịnh lự, khi tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc, dùng vô sở đắc làm phương tiện để tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy khi tu pháp môn giải thoát không, dùng vô sở đắc làm phương tiện để tu pháp môn giải thoát không, khi tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, dùng vô sở đắc làm phương tiện để tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy khi tu tám giải thoát, dùng vô sở đắc làm phương tiện để tu tám giải thoát, khi tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ, dùng vô sở đắc làm phương tiện để tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy khi tu pháp môn tam ma địa, dùng vô sở đắc làm phương tiện để tu pháp môn tam ma địa, khi tu pháp môn đà la ni, dùng vô sở đắc làm phương tiện để tu pháp môn đà la ni. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy khi tu năm loại mắt, dùng vô sở đắc làm phương tiện để tu năm loại mắt, khi tu sáu phép thần thông, dùng vô sở đắc làm phương tiện để tu sáu phép thần thông. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy khi tu 10 lực Phật, dùng vô sở đắc làm phương tiện để tu 10 lực Phật, khi tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, dùng vô sở đắc làm phương tiện để tu bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng.